Cỡ như thế này á, mà chú gà trống thật á thì khoảng hơn 2 kg. Tuy nhiên cái con gà trống mà Bùi Hồ đang bê đây á là có trọng lượng gần 10 kg. Con này với con gà chú thì đáng là 4 triệu á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh An Giang. Và trên đoạn đường đi từ thành phố Long Xuyên về lại huyện Châu Thành á, thì Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh những cái chuồng gà. Và đây là những cái con gà chú gà trống được nhốt vào trong lồng. Tuy nhiên á, thì cô bác quý anh chị mà chạy phớt ngang á thì nghĩ rằng đây là một cái con gà trống trội, hay còn gọi là một con gà trống đá. Nhưng mà bây giờ lại gần đây tí xíu nha cô bác quý anh chị. Đây là một cái con gà trống được nhốt trong chuồng thật thụ. Một chú gà trống trội có trọng lượng cũng khá là lớn. Đây, bây giờ mình sẽ mở chuồng. Nhưng mà điều đặc biệt á, là cái con gà trống này á, nó không có chạy nhảy, nó không có đi được, mà là một con gà trống làm từ xi măng. Để bơi được cái chú gà trống này á, một chú gà trống kích cỡ như thế này á, mà chú gà trống thật á thì khoảng hơn 2 kg. Tuy nhiên cái con gà trống mà Bùi Hồ đang bê đây á là có trọng lượng gần 10 kg. Một cái con gà trống xi măng nó giống hệt một cái con gà trống chọi bình thường đến phải nói là hơn 99%. Và ngày hôm nay á thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp người mà làm ra một cái bức tượng con gà trống này. Đó là một nghệ nhân rất là trẻ tuổi, em Vinh, năm nay chỉ vừa tròn 25 tuổi. Bây giờ mình để đây để mình gặp chủ nhân đó ha. Và người đang thả cái chú gà trống này vào trong chuồng đó là Vinh. Vinh năm nay thì mới 25 tuổi, nhưng mà Vinh có thể tạo ra những cái chú gà trống, những cái con vật khác nữa, thậm chí là cả 12 con giáp luôn. Hình dáng cực kỳ giống, giống đến từng chi tiết luôn. Vinh ơi, thì em có thể cho anh biết là cái, cũng như tất cả cô chú anh chị biết á, là cái con gà trống này là trọng lượng bao nhiêu và mình làm trong thời gian bao lâu á Vinh? Dạ, con gà trống này thì nó theo cái xi măng nó tầm cỡ trên 10 kg á. Trên 10 kg. Dạ. Em phải đắp bao lâu thì mới được ra con gà trống như thế này? Này em đắp 1 ngày, tới khoảng 2 ngày đến 3 ngày mới có gọn con. À, đắp thủ công hết hả Vinh? Thủ công hết. Thủ công hết luôn? Dạ. Ồ. Nhưng mà anh thấy từ nó giống từ cái vảy, cái cánh đó. Đó mọi người đó. Cái cửa. Trước đây em làm cái công việc gì và hiện nay thì vì sao em chọn với cái nghề đắp tượng này? Dạ nói chung thì cấp trước thì đi làm ghế không à, ai muốn gì mình làm đó. Rồi cái này cũng cái sở thích mình thôi. Mình lên thấy con gà nó đẹp quá, rồi mình về mình làm theo đó. Đối với những cái chú gà trống hay những con vật, người ta có khuôn người ta đúc. Dạ. Nhưng mà đối với em thì em có làm khuôn không hay là đắp tay hết? Dạ không, đắp toàn bộ bằng tay hết. Đắp toàn bộ bằng tay hết. Dạ. Và em đắp con gà này để bán cho mọi người. Dạ. Với giá là bao nhiêu tiền một con? Cái này là theo cái mẫu này là của người ta gửi cho em á, là một con này 2 triệu. Còn mà đắp tại chỗ của em á, theo cái mẫu của em thì một con 1,5 triệu. Dạ. Còn một cặp thì 2,5 triệu. Dạ. Người ta mua về để trang trí những cái sân vườn của người ta. Trang trí trong nhà với mấy cái người ta nuôi gà đó, người ta để cho phong thủy đồ này kia cho nó đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Chỉ có chú này chạy ngang chú nhìn luôn. Chú giống thấy giống gà thiệt không? Dạ. Giống khoảng bao nhiêu phần trăm chú? Dạ. 100%. Dạ. Mình thì thấy là con mắt của con gà, cái màu của con gà nó rất là có hồn. Và như chú này nói là giống 100% luôn. Chạy ngang là tưởng đâu là con gà nó đang đứng không hả chú? Dạ. Đúng không? Để những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này để thổi hồn vô con gà đó, do nó cực kỳ giống như vậy. Thì trước đây em có thường hay nuôi gà chọi gì không hay là không chỉ nhìn thôi? Không, chỉ nhìn trên hình thôi, trên mạng rồi con gà nào nó đẹp đẹp á mình nhìn theo mình làm theo. À, ở trên này là xi măng hết? Dạ xi măng hết. Còn rồi. Cái đuôi ở đằng sau nó đuôi bằng thiết. Dạ quơ quơ được là đuôi bằng thiết hả? Dạ bằng thiết. Nó như cái kiểu như nó có cái độ mà nó mềm như cái đuôi con gà thiệt á. Gió thổi nó phát vô. Gió thổi nó có thể phát lên. Con gà này nó lúa được không? Nó giống đến nỗi từ cái trích vẽ lên nè. Cái mỏ của con gà nè. Nhưng mà để pha được cái nước sơn mà ra con gà này đâu phải là chuyện đơn giản. Nó phải pha nhiều màu đó nó mới ra được. Công việc trước đây là em nói là em làm ghế, băng ghế của mình. Dạ làm ghế đá đặng cho mấy vật liệu nó tặng á. Cho mấy nhà đó. Em làm công cho ta hay làm công? Làm công.
Từ cái cơ sở của mình là lý do sao lại có cái cơ sở và đất những cái con vật như thế này? Nói chung thì cấp trước làm ra để trong chuồng, chủ yếu là mình coi mình ngắm thôi, rồi ai được giá thì mình bán, mình kiếm thêm thu nhập. Còn không người cứ để cho mình coi vậy thôi chứ không có chuyên về bên đây. Dạ. Yeah. Nói chung là làm chơi theo ngoài cho người ta coi á. Còn cái cửa này là mình vẽ theo con gà luôn hay là mình cứ vẽ theo cửa của cái vẫy gà đá luôn hay là theo vẫy gà đá, theo cái vẫy của người ta gửi qua cho mình á. Theo cái vẫy luôn á. Dạ dạ. Ồ, có nghĩa là nó đã có một cái mẫu người ta gửi cái vẫy chân sẵn rồi. Dạ. Con gà này là kêu là gà gì? Gà chuối, chuối lửa. Gà chuối lửa. Dạ. Thấy cái màu đỏ trên. À, gà chuối lửa còn một pha một ít màu đỏ. Dạ. Còn con gà đều đều xanh đó bánh. Qua bên kia đi. Dạ. Gà được phải được nhốt chuồng không? Ấy là nó chạy đi. Không. Không nguyên hàng nè mà bán hết trơn nó có mấy ngày. À. 2 ngày mới làm được một con hả? Dạ 2-3 ngày. Điều điều xanh. Dạ dạ đúng vậy, hôm qua chị điện em hả? Đúng rồi. Rồi. Sao chị này là đặt gà luôn hả? Không, chị điện quay trên kênh 24 giờ. Rồi. Con gà này gà điều đỏ hả? Dạ vô ngồi uống nước chút đi. Dạ dạ, vô ngồi uống nước chút đi chị. Gà này gà điều đỏ hay sao? Điều xanh. Điều xanh. Dạ. Đây cái màu xanh của nó lại khác với cái màu con gà kia. Dạ. Mỏng lá điều xanh tích bạc. À. Chân vàng. Hay à, con gà này trọng lượng nó nhiêu? Thì nó tầm cả 10 kg. Đá được không? Đứng cho người ta đá. Đứng cho người ta đá thôi. Nhưng mà anh phải nói công nhận em là làm cái con gà, cái mắt của con gà nó có hồn kìa. Dạ. Giống như là em đang thổi hồn thì con gì? Gà luôn. Bởi vì mấy em kia nó chạy ngang giùm mình hoài à. Dạ hả? Dạ. Thậm chí cả cái phần lưng, cái phần cái này lông mã của nó nhìn rất là tỉ mỉ luôn nè. Ở cô bác của anh chị có thể thấy không, cái đuôi nó của nó nữa nha. Yeah. Cái miếng riết mà cắt cái đuôi của nó phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà cái chân của con gà đó là giống không? Yeah. Giống nhau hết không hay là mỗi con mỗi khác nhau? Như là mỗi cái dãy người ta gửi cho mình á là mỗi con mỗi khác. Còn cái ni của nó là ví dụ chiều cao chuyện là toàn bộ đó, nó kích cỡ nó 9-10 vậy đó. Yeah. Cái vảy nó thì khác nhau thôi. Yeah. Còn cái ni của con gà thì nó sẽ ví dụ con gà này khoảng 5 tấc đi là con kia hoặc 4 tấc 8, 4 tấc 9 vậy đó. Trên lệch như chút đỉnh như nè, cao thấp chút xíu vậy nè. Tùy theo con gà nó theo cái tướng đứng nó với trọng lượng ký cũng như con gà thật á. Con gà này là người ta đặt của em rồi. Dạ người ta đặt là một con này với con gà chuối đáng là 4 triệu á. 4 triệu. Dạ là theo cái mẫu của người ta gửi qua cho em á. 4 triệu là tính theo ký là con là 2 triệu mà 10 ký con 200 ngàn hả? Dạ. Đúng không? Con gà 10 ký 200 ngàn. Con này trên 10 ký. Trên 10 ký. Trên 10 ký. Là mắc hơn gà thịt của mình luôn á. Dạ. Gà đắp tượng mà mắc hơn gà thịt của mình. Dạ. Nhưng mà tính theo gà đá thì cái con mà để có mã tốt như vậy á, đẹp như vậy á thì nó phải vài chục triệu đúng không anh? Thì ra phần đúng mấy con gà mà theo không? Không có đường nào mà chứ 5 triệu đâu. Mấy con gà mà nó đẹp á. Nó đạt tới cái mức độ mà vừa mặt mày vừa chân cẳng luôn á. Rồi theo tướng đứng nữa. Cái tướng đứng con gà này là cái tướng đứng gì đây Vinh? Dạ cái này thấy nó tướng kiểu như nó oai hùng ha. Nó mạnh mẽ con gà. Gà đều đỏ hả? Dạ đều đỏ, đều xanh, chân vàng, 8 móng đen, cựa đen. Chân vàng, đều xanh, chân vàng. Nhưng mà cái mặt của nó ngầu ghê á. Dạ, cái mặt con gà nó hung hơn gà đắng lắm. Con cái đắng nó lanh hơn, ông nhìn mặt nó lanh hơn con gà này. Ôi trời, cái tượng mà nhìn. Dạ. anh đánh giá anh cũng biết không, cái mặt con gà nó hung lắm, hung hơn con gà chuối đắng nữa. Con đắng nhìn nó lanh lắm. Sao mình vô cái nét nhìn như y gan thiệt. Y gan thiệt. Mình bùi hồ thì không có biết chơi gà. Dạ. Mà thì anh nhìn là nhìn cái con gà này mình nhìn thấy cái mặt nó hung dữ thiệt. Dạ, nó hung lắm. Con gà này đụng là đá nè đúng không? Không chạy. Không chạy. Lúc nãy thì cứ tưởng là nhẹ lắm nhưng mà thật ra con gà lắm. Này nó nặng. Chú có được chơi gà không? Nhưng mà tại sao chú lại đây, chú gặp con gà này chú mê? Tại vì ngang ghé thử coi chơi. Coi con gà vậy? Hay là coi cách hơi nhã chơi. Coi con gà hay là coi cái cách làm tượng? Coi chạy ngang qua đây thấy vậy. Mỗi ngày như thế thì em làm được bao nhiêu con gà? Như em không có tính được cái thời gian tại của mình nên nè. Lớp đi giao gà, rồi lớp làm, rồi lớp nghe điện thoại người ta điện á. Nhiều khi bắt máy không được, rồi với sức khỏe mình không có được nhiều á. Thì nói chung bây giờ cứ làm được nhiêu ra ngày, 1-2 con ra hoài tới vậy đó. Mà con gà, mình nên nè. Con gà này biết uống nước luôn hả?
Thì làm phải cho nó đúng, ví dụ ở trên mái che bội phải có nước rồi. Có ai chạy ngang tự hỏi mua con gà không? Có vậy. Mua con gà tới đâu gà thiệt á? Ừ, ta ghé ta chạy lắng ta đảo lại. Người ta mới nhìn kỹ nó, trời ta nhìn giật mình tướng con gà thật không à. Khẩu úc nguyên một hàng luôn mười mấy con. Người ta đã phong cho em một cái biệt danh là gọi là có thể gọi là dinh gà đá. Dạ. Nhưng mà gà đá ở đây là gà để mà hình dáng của con gà đá thôi. Dạ. Thì em là một người là nghệ nhân đúc tượng. Dạ. Thì em khi nghe được cái biệt danh đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Thì cũng vui, thì nhiều khi giờ người ta mến mình á, người ta đặt mình thấy gì mình cũng vui á. Dạ. Em dự định là sẽ làm cái nghề này nó lớn rộng ra thêm không? Dạ thì cũng sau này mà miễn công việc em á, nó cứ có nhiều người yêu mến em á, thì em cứ tiếp tục đăng ra mấy cái sản phẩm mà nó đẹp nhất cho người ta. Dạ. Cái này hỏi thiệt tí xíu ha. Dạ. Là mỗi ngày như vậy là em giao bao nhiêu con gà? Thì nói chung là khoảng tầm, tại nó gối đầu, gối đầu hoài. Ví dụ bữa nay mình làm hai con rồi mình bỏ đó, rồi mơi cái mình làm hai con kia, cái mình quay lại mình làm hai con này. Thì nói chung cứ một bữa một con hai con như thôi chứ không có nhiều. À dạ, với nhiều khi công chuyện mình nó không có được, không có thời gian á, rồi mình đi làm này làm kia thôi. Dạ. Là có mình em làm thôi, không có mình anh. Dạ. Không ai phụ hết. Không. Ba anh còn nghe nói là cái con gà này để có một cái bộ chân mà nó đứng vững như thế này á là em không có cần chổi đâu. Dạ không, nó cần chổi luôn. Mình phải canh cái đó, nó mới nó cái kỹ thuật riêng của mình á. Nó vừa canh đuôi với canh cái tướng đứng luôn, yêu cầu để xuống là nó chuẩn luôn. Nó không cần chổi. Không cần chổi luôn. Dạ. Thì em cũng trên mạng em thấy có mấy anh ở miền ngoài đó có làm cũng có chổi vậy đó, rồi em mới rút kinh nghiệm cho mình coi thêm. Nó tại sao mà con gà thiệt nó đứng được mà con gà đá mình làm đứng không được. Phải làm sao đánh như con gà thật. Đó là từ cũng kinh nghiệm của mình á. Nhìn nè, cô bác quý chị nhìn y gan là con gà thật luôn á. Nó không khác một chút nào luôn á. Phải nói là nó giống gần như 99%. Độ sai lệch so với con gà thật phải nói là cực kỳ nhỏ luôn. Mà để có một con gà thật mà nó có thể tự đứng tên trên hai cái chân của nó á. Lớn mà giá mà chân. Dạ, mười mấy con á. Mấy gà đó chỉ nhiệt tới đâu rồi. Bây giờ đủ chỗ cho mới chuyển hai con ở nước ngoài, ở bên Mỹ người ta đặt con rồi giao Sài Gòn, Sài Gòn có mới chuyển qua bển. Ở bên Mỹ đặt luôn? Dạ có. Ôi trời ơi. Dạ. Ở bên này giáp chân không vậy? Dạ hết luôn. Là phải anh đề là sớm chút là một con gà chuối với một con gà xám, là hai con gà lên Mỹ. Gà làm ở đây mà đặt từ bên Mỹ. Dạ tại có giờ cái số lượng người xem em nó nhiều quá, rồi ra nó tới nước ngoài người ta coi nhiều quá, rồi ta điện nhà em. Điểm khác biệt của Vinh á là cái con gà này nó có thể tự đứng trên hai cái chân của nó. Một số gà của một cái cơ sở khác làm á thì ở ngoài sau này phải chổi lên. Là một cái con gà bằng tượng. Tại nó chịu không nổi cái trọng lượng của nó khi mà nó nghiêng ra làm sao. Nó nghiêng không? Ra sao. Nhưng mà em làm sao mà em có thể cân bằng được cái con gà nó có thể đứng trên hai cái chân của nó mà bằng tượng với cái trọng lượng cực kỳ lớn trên hai cái chân nhỏ như thế này. Cái đó cũng bí quyết mình, nhiều khi mình chỉ người ta cũng không có biết nhiều á. Chung cái lúc mà mình làm mình phải canh, vừa canh trước vừa canh sau, rồi mình buộc dây lên. Rồi cái lúc mình tháo dây rồi là phải xác định là cái nó phải đứng vững, nó không bật tới bật lui á. Chỉ cần con gà thôi là mình thấy là nó đã đủ đồ nghiền rồi. Vinh phải nói là anh khâm phục em như thế này. Em làm một cái công việc cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc từ cái cách bài biện, cái cách bố trí và cái cách mà trang trí con gà. Chẳng hạn như cô bác quý anh chị có thể thấy đây là một cái con gà. Mình có thể nói là độ chính xác, độ chuẩn của con gà mình hình dáng á, bên ngoài á, mình không nói về cái trọng lượng nha. Tại vì không có con gà nào nó nhỏ như thế này mà nó đến 10 kg. Là khoảng 99.9% về màu sắc, về hình dáng, về lông, về chân. Tuy nhiên con gà mà có thể đứng lên hai cái chân được là một cái vấn đề. Và ở trong cái công việc của Vinh á, con gà nó bằng xi măng á, nó ở ngoài mưa thì nó bình thường, nhưng mà ở trên cái chuồng có một cái mái che, và thậm chí là ở trong cái chuồng á thì lại có những cái thau nước cho cái con gà nó uống. Như để cho nó giống chắc chắn là thì không bao giờ nó vơi. Cô không đâu đứng hoài. Rất là hay luôn rồi cô bác của anh chị. Con gà này nó không ăn thịt được, nhưng mà để nhìn vài qua này năm này qua tháng nọ là ok luôn. Gà này nuôi khỏi xe chết. Phải nói là đam mê nghề nghiệp lắm thì mới làm được một cái con gà như thế này. Tại vì khi mà trộn những cái màu này nè đó. Phối màu nó cực
nó bỏ nhiều lần như nó mới lên được cái màu đó. Trước đây em có học nghệ thuật gì không? Dạ không. Không học nghệ thuật chưa? Dạ. Chỉ là đi làm rồi đi học hồi đó mới lớp lớp 8 là em nghỉ rồi. Lớp 8 à? Dạ. Rồi về rồi đi chỉ đi làm ai mướn gì mình làm đó thôi. Rồi nói chung cái nghề này cũng nó cái nghề nó chọn mình chứ không phải là mình chọn nó nữa. Rồi sao rồi thích mình lên mình nhìn nó con gà nó đẹp quá và con này con kia nó đẹp quá mình về mình nhìn nghiên cứu mình làm chứ không có học. Dạ. Cái này gọi là giống như là một cái năng khiếu bẩm dạ, sinh. Dạ năng khiếu bẩm sinh. Không qua thầy nào luôn. Dạ không. Không có thầy nào chỉ luôn. Không có vậy. Mai mốt ai bái làm sư phụ có nhận không? Cái đó em cũng chưa dám nhận tại mình không biết chỉ người ta làm sao nó chỉ bậy chỉ bạ nữa rồi người ta không biết cách nào làm á. Dạ. Hiện nay là Vinh có gia đình chưa? Dạ chưa. Vẫn còn trẻ đúng không? Dạ. Chưa. Chưa vợ luôn. Qua clip này có muốn tiễn vợ luôn không? Phụ người giữ tiền rồi tiếp chứ. Dạ. Cơ sở mình càng ngày càng mở rộng mà. Không ai giữ người đúng dạ. Không? Hả? Dạ. Tiễn vợ không? Có người yêu chưa? Dạ cũng có quen thôi mà chỉ quen trên mạng rồi như buồn nói chuyện vậy thôi chứ chưa biết là cưới hay không. Dạ cũng có người yêu rồi đúng không? Dạ cũng có quen mấy người mến mình á, người ta nhắn tin tao nói chuyện rồi mình cứ nói chuyện với người ta vậy thôi. Nhưng mà có yêu thật thụ chưa? Em cũng chưa biết nè, tại giờ trước tiên em cũng lo cái công việc của em á, trước khi là mình lập cái cơ sở hoặc là cái công việc mình ổn định đi, còn vợ con thì sau này tính sao đi. Dạ có khi nào mình mơ gà hơn mơ gái không? Cái này em cũng không biết. Nhiều khi làm rồi không ăn nữa. Yeah. Làm nhiều khi 2-3 giờ sáng nữa. Nói chung là một cái cảnh rất là hữu tình. Yeah. Luôn. Và... ở dưới quê thì gà rồi trâu con này con kia là nói chung mấy cái con ở quê là em làm chi mấy con ở quê nhiều. À. Yeah. Còn cái chú gà nhìn đã lắm mọi người, đã lắm. Yeah. Cô bác với anh chị. À, ra đây mình như lúc nãy thì Mùi Hồ cũng có nói là không có biết gì về gà hết á. Nhưng mà gặp con gà đẹp là thậm chí là muốn mua nó đem về chân luôn ha. Thôi thì bây giờ không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị mà qua cái cơ sở của Vinh ha. Dạ. Cái cơ sở tại nhà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là quay đây. Em ở Đồng Tháp. À. Dạ. Trên Mùi Hồ TV. Ở mấy con gà đây nó được bán hết rồi, nó bán đi không phải là đem đi đá. Dạ, bán về nên ta chân á. Con gà trống chuồng này là bán đi vì người ta mua về người ta chân. Đó, phải nhốt chuồng lại chứ. Tối ôm vô con để ngoài sáng ra còn cái bội. Dễ ôm lắm. Gọn. Rồi qua đây ha Vinh ha. Dạ. Ngoài ra đó, thì cũng chia sẻ với lại cô bác quý anh chị á. Đây là cái cơ sở làm gà của Vinh và chắc có lẽ là đoạn clip đây cũng khá là dài. Và Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vô trong ha.